Xe khách 41 chỗ nhồi nhét tới 81 hành khách. Công an phát hiện xe khách đang chở 81 người, gấp đôi số người quy định, vi phạm nghiêm trọng quy định về an toàn giao thông. Tối ngày 5 tháng 2, Công an thành phố Hải Phòng cho biết, Trạm Cảnh sát Giao thông Quang Trung, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hải Phòng vừa lập biên bản xử phạt hành chính phạt một xe khách của nhà xe Thuận Thảo 20 triệu đồng vì chở gấp đôi số người quy định. Trước đó, vào 23 giờ 45 ngày 4 tháng 2, tại km 12500 quốc lộ 10, đoạn thuộc địa bàn xã Quang Trung, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, lực lượng Trạm Cảnh sát Giao thông Quang Trung đã kiểm tra xe khách biển kiểm soát 18B02538, loại xe 41 chỗ nằm do tài xế Vũ Văn Tiếp cũng là chủ xe điều khiển, chạy tuyến cố định huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, thuộc nhà xe Thuận Thảo. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện xe đang chở 81 người, gấp đôi số người quy định vi phạm nghiêm trọng về an toàn giao thông. Trạm Cảnh sát Giao thông Quang Trung sau đó đã lập biên bản vi phạm hành chính, phạt 20 triệu đồng và buộc nhà xe chuyển tải hành khách sang phương tiện khác theo đúng quy định. Đồng thời, đơn vị cũng yêu cầu tài xế phải cam kết không tái phạm.